thời gian qua thì kênh Nông Dân Làm Giàu nhận được những cái comment của các bạn liên quan đến việc mà phân biệt chim trống, chim mái nhá. Thực ra thì cũng có rất nhiều những cái bình luận, trong đó cũng chẳng thiếu những cái bình luận khiếm nhã đâu. Thì vì nhiều người thì nói là cái việc phân biệt chim bồ câu thì nó không có đúng. Nhưng mà thực ra thì ở trại mình đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong việc nuôi bồ câu rồi. Thì những cái thông tin cũng như là những cái clip mình chia sẻ trên YouTube là thực ra cũng để giúp mọi người nông dân có thêm những kiến thức thôi, chứ nó cũng không có những cái thông tin sai lệch hoặc là gì đâu. Và bây giờ là anh Minh Dũng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những cái thông tin liên quan đến việc phân biệt trống mái nhé. Đây, vâng, chào anh. Chào bà con. Hôm nay mình sẽ chỉ trống mái, con nào trống con nào mái lúc 12 ngày tuổi lại cho bà con. Nhiều người bây giờ nói mình nó là không biết gì, và đồng thời nói mình là coi như không đúng, kêu chổng lên chổng xuống. Mà chẳng hạn như những người mà bây giờ người ta không biết gì hết, ta lên ta nói mình sai hết. Hôm nay mình làm rõ lại cho bà con coi, mà những người nào mà càng không hiểu nữa thì điện thoại cho mình, là ở đây mình chỉ từ đầu tới cuối cho. Mời bà con mình chỉ lần nữa. Thì khi mà được nhận được những cái comment nó khiêm nhã như vậy thì mình đôi khi mình cảm thấy là buồn, đúng không? Mình rất buồn chứ. Tại giờ này mình chỉ cho bà con coi như là miễn phí để cho bà con có cái kiến thức để nuôi cho đạt hiệu quả. Mà những bà con mà những trại khác hàng sao vân vân hay là tùm lum hết, nói mình không đúng, không biết có trại này mà chơi qua trại khác không, không biết. Nhưng mà thật sự mình là không có câu like hay là mình không có bán con giống gì hết. Tại ở đây mình tự cung cấp ba cái nhà hàng không đủ nữa, mà mình không, mình chủ yếu mình chỉ cho bà con ta nuôi nhiều để có con ra đàn giao lợi cho mình thôi. Mình chỉ có vậy thôi để cho bà con giàu, chứ mình đâu có câu like hay gì. Với lại bán giống gì mình đâu cần bán giống. Thực ra thì mình cũng đâu có rảnh thời gian để có thể làm những clip này, đúng không anh? Dạ, đúng. Thực ra là tất cả những cái clip mình làm để chia sẻ thông tin thôi. Dạ. Đây là con này bao nhiêu con này tuần tuổi? 2 ngày tuổi. Nè. Các bạn thấy không? Bây giờ là anh có thể hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một là làm như thế nào để có thể phân biệt trống mái. Mình cầm hai cái chân. Đâu, hai cái chân như thế nào? Hai chân nè. Đâu? Hai chân, đúng không? Đó. Hai chân. Ừ. Mình cầm lại hai cánh xếp lại. Đó. Mình để cho thật là bằng. Để cho bằng nha. Để cho bằng vậy. Đó, để cho bằng vậy. Rồi mình làm lên vậy, mình đè đầu xuống. Con mái sẽ dảnh lên. Đây, con mái dảnh lên. Ừ. Con mái dảnh lên. Vừa có đè xuống đi nữa, đã nói là con mái nó sẽ bật lên liền. Nè, đó, nè. Mình đây là mình không có câu like hay là mình chỉ mà, nói chung là mình là không ở không đâu, mình đi chỉ hoài. Nhưng mà bà con nào mà thắc mắc á, điện thoại trực tiếp cho anh Dũng. Và đồng thời là đây chỉ miễn phí cho, hoặc ở ngoài Bắc, ở miền Trung, miền Tây, mình tới chỗ mình chỉ hết. Chứ không phải mà mình nói phét hay là cái gì bà con cũng là nhiều không hiểu và làm không được. Cái nói Minh Dũng câu like. Nói phét, đúng không? Nói phét. Tại vì nhiều khi mà nghe những cái clip thì thực ra cũng rất là buồn. Hôm nay đây là con mái này. Thì anh có thể chia sẻ thông tin là tại sao nhiều người phân biệt không được không? Khi mà cầm cũng giống anh, cơ bản cũng giống anh, khép chân cũng giống anh, cánh cũng giống anh, nhưng mà tại sao làm được không ra? Nhiều người ta làm không được, lý do người ta không có kinh nghiệm. Và đồng thời á, nhiều người ta để chổng xuống vậy chưa bật lên sao bật được. Để chổng xuống vậy nó sẽ cập xuống chứ. Mình phải để hăng bằng là mình lửa trống mái mà nè, để coi bà nhổng lên thấy không. Nhưng mình để chổng xuống nó sẽ cập xuống. Làm thử. Tại vì cơ bản như mà mình để không thăng bằng là kiểu như là nó sẽ trụ, nó phải trụ lại, nó sẽ gồng người, đúng không? Đúng. Thì nó sẽ chúi xuống. Đúng. Rồi đây là con mái, bây giờ mình sẽ kiếm con trống. Mình lấy con trống rồi, đây là con mái nha, dĩnh lên nha. Bây giờ lấy con trống. Cũng con chim 12 ngày tuổi, không có hơn nè. Đây con trống nha. Mình cũng nắm dây. Đâu ạ, như thế nào ạ? Nè, nắm hai cái chân. Từ từ thôi ạ. Nắm hai cái chân. Mình kẹp hai cái cánh lại. Rồi. Mình để bằng. Mình để bằng nha. Nè.
bà con coi nha, sẽ cập xuống để băng nè. Đây là con trống, đây con trống đây nè, nó có dảnh lên đâu. Tại sao con máy nó dảnh con trống cập xuống là vậy? Tại là con trống. Nhưng bây giờ mình ngước lên vậy, mình ngước xuống vậy nó sẽ xuống, nhưng mình phải để bằng nó sẽ nhổng lên nè, nhổng nào cái luôn. Giờ mình có đè xuống đi nữa nó cũng bập lên đó. Đây là con, đây là, đây là con trống nha. À, đây con trống cập xuống nè đó, rõ ràng cập xuống đây. Mình để bằng nha, mình không chống lên xuống. Còn ai không không biết nữa thì hãy điện thoại cho mình có số rồi đó, mình chỉ cho ở đâu mình tới chỗ chỉ cho, hoặc mình điện thoại mình tư vấn cho. Với cái nói chung là cái vấn đề mà cơ bản nhất để có thể phân biệt trống máy này là mình để nó thăng bằng đúng không? Thăng bằng. À thì bây giờ anh có thể bây giờ mình chỉ tới con cha mẹ. Nó lớn rồi nó cũng vậy thôi nè. Nè, con máy đây. Đâu ạ? Này con máy. Đâu em có thể từ anh để nè. Em cận hơn vào cái tay của anh để con máy mọi nè. Người thấy không? Ừ, con máy dẫn lên nè. Là cái tay là mình sẽ nắm cái cánh của nó này. Ờ, nắm cái cánh với cái chân. Cái nè. Chân. À cái nè. Chân. Nó tự nhiên nó sẽ giỏng lên. À. Thấy không? Đó. Nè tự nhiên sẽ nhổng lên nè, phải không? Mình đè ở đầu nó nhổng lên nè, đè đầu nhổng lên, phải không? Nè đè đầu nhổng lên nè. Đây là con máy, đây là con trưởng thành rồi nha. Đây trưởng thành. Đây con máy. Bây giờ mình sẽ chỉ con trống. Giờ con trống này, đây con trống đây nha. Con trống nó sẽ cụp xuống. Cụp xuống liền. Nè. Nè trống rồi. Nè cụp liền không? Thấy không? Nè. Cập xuống, cút lên thì cũng xuống luôn. Nè, à, cũng xuống rồi, là con trống. Hôm nay mình chỉ rõ nhất rồi. Còn ai thắc mắc nữa thì để hỏi cho mình. À, và tới đây. Tại vì cơ bản những cái clip của mình ở trên YouTube á, thực ra là mình cũng nói rõ về cái việc mà mình cầm như thế nào. Nhưng mà nhiều khi những cái bà con nông dân họ không hiểu về cái việc mà cầm cánh như thế nào, cầm chân như thế nào, hoặc là để không thăng bằng thì rất khó để dẫn đến cái việc mà không phân biệt được. Tại vì nhiều người cũng gọi điện trao đổi với trại Minh Dũng Bồ Câu đấy, thì nói về cái việc mà khi mà ghép cặp vô thì mới phát hiện là hai con trống. Nhưng mà mình cũng phân biệt như vậy. Thì nhìn chung là cái clip này thì cũng rất mong mọi người khi mà xem được những clip này thì cũng nên thứ nhất là thận trọng với những cái câu bình luận của mình về cái việc mà trại Bồ Câu Minh Dũng hoặc là kênh Nông Dân Làm Giàu Câu View này cả. Thực ra là không có ai rảnh đâu mà làm những cái chuyện này đúng không ạ? Nói chung là một công việc của mình lắm. Hiện giờ là mình có 3 cái nhà hàng, một cái khách sạn mình đang xây vỡ nữa. Mình cứ chạy tới chạy lui mà công việc nhiều lắm. Mà mình lên mình hướng dẫn cho bà con nhiệt tình. Mà bà con cứ nói mình nó quét, rồi nó mình câu like. Những người đó không có trí thức, không có kiến thức. Nếu có kiến thức thấy mình một lần là sẽ biết ngay. Có gì hãy lại tại đây. Ở miền Tây lên thì ghé Long An, ở ngoài miền Bắc vô ghé Bình Dương. Mình có 2 trại chánh, mời bà con lại tham quan, mình chỉ tận tình cho. À, thì ngoài ra cái việc phân biệt bồ câu này thì anh có thể chia sẻ thêm là những cái con bồ câu khoảng bao nhiêu ngày tuổi là mình có thể phân biệt trống máy được hay không? 12 ngày tuổi là mình phân biệt trống máy rồi. 12 ngày tuổi là mình phân biệt trống máy. Và ngoài cái cách mà như mình đang áp dụng thì có cái cách nào để phân biệt trống máy nữa không anh? Có hai cách, có thêm một cách nữa là cái cách mà thủ công. Hiểu hữu công hiện bây giờ là thứ nhất là mình để hai ngón tay vô đây là vô đâu ạ? Cái ghim vô ngay chỗ cái hậu môn đó nè. Là cái ghim nó lớn, mình vừa hai ngón tay là nó rộng đó nha, rộng á là con máy. Mà nếu mà nó hẹp á, để ngón tay vô vừa khít vậy nè, nó hẹp á là con trống. Đây là cách thứ hai. Còn cách thứ ba nữa là cách thứ ba nữa nha. Bà con thấy hai cái đầu nó, cái đầu con máy nè, nó nhỏ, thấy không? Cái nhỏ đầu con trống nè, rất là bự. Đây là trống máy lựa cái cách thứ ba,
À, cái cách thứ ba là mình chỉ nhìn bằng mắt thôi. Nên mắt thường từ xa nhìn là biết liền. Nếu ai nuôi bồ câu là nhìn từ xa biết trống máy rồi. Nè, đầu bự, đầu nhỏ. Đầu nhỏ là máy, đầu bự là trống. Đó, có ba cách lựa hiện giờ. Mà cách mà nhẫm đuôi lên, nhẫm đuôi xuống là 90%. Có con chim bồ câu nào mà BD không anh? Có chứ, con bồ câu trống vẫn đẻ. Nhưng mà nó đẻ một trứng rất là nhỏ. Trứng nó lớn hơn trứng chim cung chút thôi. Ủa, anh có thể chia sẻ là tại sao nó có thể đẻ đúng không ạ? Lâu lâu á, tại vì 1.000-2.000 con nó có con bồ câu trống đẻ một trứng nhỏ. À, vậy là anh có thể nói rõ hơn là cái việc mà tại sao cái đấy là nó bị bệnh như sao ta? Không bệnh nhưng mà không biết như sao mà nó vẫn có lâu lâu đẻ một trứng nhỏ, con bồ câu trống đẻ. Cái cặp bồ câu ba con này là được bao nhiêu ngày tuổi đây? Tất cả là từ 14 ngày tuổi đến 12 ngày tuổi hết. Những cái này là mình để có thể phân biệt trong máy rồi đúng không? Rồi phân để trong máy thôi. Cái giống bồ câu này là bồ câu của Thái nha. Nuôi từ 3 đến 4 con. Đây mình chạy mình coi 4 con luôn. Để nuôi 4 con đây đúng không? 4 con mà ở trên là 4 con nhưng mà ở đây nó là ở trên vẫn đẻ tiếp. Đó. Vẫn đẻ tiếp phải không? Coi là đẻ nhiều. Rồi thì xin cảm ơn mọi người nhé. Clip này thì mình cũng dừng tới đây thôi.